Chiều ngày 15 tháng 3 năm 2024, tại huyện Triệu Sơn, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức chương trình tọa đàm kết nối doanh nhân và hiệp hội doanh nghiệp huyện Triệu Sơn triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Tại chương trình tọa đàm kết nối doanh nhân dưới sự điều hành của Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ Thanh Hóa, các doanh nghiệp đã tham gia chia sẻ kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp bền vững, hợp tác liên kết đầu tư, mở rộng thị trường, kinh nghiệm hoạt động hội Thông qua chương trình tọa đàm, các doanh nhân doanh nghiệp được giao lưu trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu để cùng nhau kết nối kinh doanh và nâng tầm doanh nghiệp của mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Báo cáo kết quả nổi bật năm 2023 của Hiệp hội Doanh nghiệp Triệu Sơn nêu rõ, năm 2023 thu nhập của các doanh nghiệp đạt gần 1.792 tỷ đồng, tổng thu nộp ngân sách nhà nước đạt gần 50,7 tỷ đồng. Hiệp hội doanh nghiệp huyện đã kết nạp thêm 26 thành viên, nâng tổng số thành viên tham gia hiệp hội lên 106 thành viên. Hội đã tham mưu cho huyện, tổ chức giao lưu gặp gỡ các doanh nghiệp trong huyện và các doanh nghiệp là con em Trậu Sơn đang hoạt động trong và ngoài tỉnh, tham gia công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện với số tiền 400 triệu đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trậu Sơn, Đề nghị trong thời gian tới, hội cần tăng cường liên kết hợp tác, quan tâm xây dựng thương hiệu sản phẩm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền để kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc phát sinh. Tích cực tham gia các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, khuyến học khuyến tài, nhân đạo từ thiện vì cộng đồng. Hiệp hội doanh nghiệp hiện tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm là cầu nối đại diện cho tiếng nói lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp kịp thời tuyên truyền những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp tạo môi trường thuận lợi để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh đúng quy định của pháp luật